Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang với nhiều chủng loại, màu sắc, kích cỡ, chuyên bán các sản phẩm đồ lót 12 giờ. Đồ lót là người bạn tâm giao của phụ nữ. Đồ lót sẽ không chê bạn, dù bạn mập hay ốm, dù bạn xinh hay xấu, và bạn có già hay trẻ, thì nó vẫn luôn ở bên bạn. Là phụ nữ, hãy nên đẹp từ bên trong ra ngoài, tự tin với những điều nhỏ nhặt nhất, yêu bản thân hơn, trân trọng sức khỏe từ đồ lót. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, chỉ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Đàn ông thích phụ nữ mặc đồ lót gì là vấn đề luôn được chị em quan tâm và tìm hiểu, với mong muốn làm hài lòng nửa kia có một tình yêu đẹp. Nếu như trước đây nội y luôn bị coi nhẹ, thì giờ đây nội y được các nàng rất quan tâm, đầu tư chọn lựa kỹ càng, vì nó không chỉ là món đồ cho riêng mình, mà nó còn là thứ vũ khí bí mật để thu hút đối phương. Theo một cuộc thăm dò hơn 3.000 đàn ông, thì câu trả lời cho đàn ông thích phụ nữ mặc đồ lót gì đã có được câu trả lời. 1. Màu sắc đồ lót. Theo nghiên cứu thì đàn ông thích phụ nữ mặc đồ lót màu trắng, đen và đỏ. Đàn ông thực sự bị cuốn hút khi nhìn phái nữ mặc một bộ nội y màu đen cuốn hút. Nó thôi thúc bản năng muốn tìm kiếm và chinh phục sự hiện bí đằng sau lớp vải màu đen ấy. Màu đỏ luôn là biểu tượng của sự đam mê, nồng nhiệt, sự quyến rũ mà người phụ nữ mang lại. Màu trắng là biểu tượng của sự ngây